tôi là Thái, Dương Văn Thái. Có người nói cái tên của tôi không đẹp, nhưng tôi lại rất thích cái tên ấy, vì đó là cái tên bố tôi đã đặt cho tôi, chứ không phải hàng xóm đặt cho tôi. Tôi là một công dân gương mẫu và cũng đẹp trai nữa, cho nên ai cũng quý tôi. Ước mơ lớn lao nhất của tôi là trở thành một tài xế taxi. Còn hiện tại, tôi đang là một shipper. Cái đồ vô văn hóa thiếu giáo dục, khó đào tạo, mà khó đào tạo cũng không bao giờ có văn hóa cả. Chỉ hết khói vào mặt người ta rồi. Đi xe thì chịu khó tay dầu đi nhá. Làm công dân gương mẫu đấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Quay phim mà cũng quay nhầm nhân vật. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 6 giờ là tôi lại giao hoa quả thối cho mấy bà ở chợ đầu mối. Ai ở mày là hoa quả thối? Thối thì bảo thối thôi. Bà Tám ơi, tao mà xem nhân viên của bà đây này. Sao? Thằng Thái nó làm sao? Còn đây là bà Tám, sếp của tôi đấy. Tôi ký hợp đồng độc quyền với bà ấy trong vòng 5 năm, cho nên phải chịu sự quản lý của bà. Cứ nói bao lao liệu hồn bà phán cho vỡ mồm. Tốt nhất nên im mồm đi, nói ra làm chi. Bà dặn mày rồi không nên nói xấu khách hàng mà. Còn như thế nữa tao sẽ trừ luôn. 6 tháng có kiếm được đồng nào đâu mà cứ trừ. Cuối tháng này không trả lương tôi sẽ đình công. Về nhà còn hàng giao cho khách gấp khách gọi rồi. Mày cay nó cho ăn đồ đây. Đi về. Ê, hàng to thế, hàng bà to thế. Bà đừng có đứng đây giúp con chuyện lên xe nữa đi. Thằng này lao mày lại say tao. Bà lười quá xong xuôi rồi. Con đi đây. Bye bye bà. No, see you again. Nếu thấy có đứa nào mà mặt như trong tấm hình, nhớ báo cho anh rồi anh sẽ cho tiền tiêu. Bạn mà tìm hàng đến ra quán hát ở đầu làng, toàn em xinh xắn với chân dài thôi. Hãy nhớ cái đứa này là phạm nhân truy nã rồi. Nếu thấy ông không được quyền báo cho bọn tôi. Nhìn mặt đẹp vậy mà cô ấy lỡ mắc tội gì, vừa giết 22 người đấy. Nhìn sinh thế vào tù thì hơi phí, mà gặp nếu chẳng biết có khi mình yêu nhau cũng nên. Nhìn sinh thế mà tội to quá, việc làm thất đức quá, tiếc thay đời gái sinh ơi. Gái sinh, à mà tên gì? Mãi không thấy xuống nhận hàng nhờ, cái nhà này buồn cười thật. Mày bảo chủ mày xuống mà nhận đi. To mà mãi không chịu nhận. Trời ơi, mỏi mòn. May mà có cái cô này tâm sự cho đỡ buồn. Mặt xinh thế này chắc tên cũng đẹp hả? Không biết tên gì. Nhưng mà rất tiếc là xinh mà tâm hồn quỷ dữ. Mà mấy ông kém có cái cô gái xinh như thế này mà cũng không bắt được. Riêng phải tay mày nhá. Mình sẽ dùng võ công khống chế bắt tay. Rồi giao nộp cho công an. Mình sẽ lập công. Báo sẽ viết về mình là anh hùng bắt mỹ nhân. Mình sẽ nổi tiếng Facebook, YouTube. Em ơi, sao em không xuất hiện ở đây để cho anh lập công? Tự nhiên không tao giết. Ai đi? Tao là người mày vừa ước đấy. Em ước người
chứ không có con dao ạ. Thằng chó nào vừa đá vào cái thùng làm mù tai tao hả? Em không biết chị ở trong đấy, chị chui vào đấy làm gì, em không biết. Này, chị đừng có manh động nhá. Chú em làm công an đấy, chị đừng có đùa. Công an gì? Công an xã đấy. Điện thoại đây. Điện thoại ạ. Nhanh. Điện thoại để làm gì ạ? Không để mày báo công an à? Nhanh. Đâu? Em cất cái chứng minh thư. Đưa nó đây. Cái này chứng minh thư. Công dân gương mẫu mất chứng minh thư còn gì là công dân gương mẫu ạ? Lấy xe đưa tao đi. Đi đâu ạ? Cứ đi để biết. Vâng, chứng minh thư. Đi. À, tại sao họ lại đuổi theo chúng ta? Vì họ muốn bắt tôi đấy. Họ muốn bắt cô, chứ không muốn bắt tôi đâu mà lại đuổi theo tôi. Nhưng tôi ngồi trên xe anh mà. Ờ, chết rồi. Tôi là công dân gương mẫu, phải quay lại để lấy chứng minh thư với chứ. Cô ơi, cô làm sao cô ơi? Tỉnh dậy đi cô ơi, chết rồi, làm sao đây? Cô ơi, tỉnh dậy đi cô ơi, chết rồi, có ai cứu không? Cõng con gái, tưởng không nặng, ai ngờ nặng không tưởng. Cũng may là nó em. Cô đừng chết cô ơi. Cô ơi, cô tỉnh dậy đi cô ơi. Tỉnh dậy đi cô ơi, quay cắp cô ơi. Làm sao bây giờ? Cô mà chết là người ta sẽ nghi tôi giết cô ạ. Mà cô là tội phạm giết người. Tôi mà giết cô là tôi sẽ mang cái tội là giết người đã giết người đấy. Dậy đi cô ơi. Làm sao đây? Hô hấp nhân tạo. À không được. Mình không thể trao nụ hôn đầu đời một cách dễ dàng như thế được. Mà bây giờ thấy chết mà không cứu thì làm sao có thể làm công dân gương mẫu được chứ? Cũng được. Bây giờ mà cứu thì sẽ mang cái tiếng là thất tiết. Làm sao mà sống trên đời được? Bây giờ mà không cứu thì báo đài lên án, xã hội lên án, mọi người đều cũng không thể nào sống được. Bây giờ làm sao mà sống đây, đằng nào cũng chết thay ơi. Làm sao đấy? Chấp nhận thôi. La 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 la. Mà đánh vào đầu người ta là tôi muốn cứu cô thôi mà. Làm gì cứu tôi mà lại như thế? Tại sao anh lại cởi đồ thế kia? Cởi ra làm cái ạ gối cho cô mà. Vì cô bị đau nó sưng ở đầu. Cũng đã phải
Coi như tôi trách nhầm anh đi. Thôi đi ngủ. Sáng mai tôi thả anh về. Ngủ ngon. Nằm cạnh người mới giết 22 người xong, làm sao mà ngủ ngon được? Tôi không phải tội phạm giết người. Bọn xã hội đen nó muốn bắt tôi thôi. Yên tâm đi. Cho tôi xuống đây đi. Cảm ơn anh nhé. À, cô ơi. Nếu bây giờ không có tôi đi bảo vệ, cô đi một mình an toàn được không? Giờ tôi phải đến cứu em tôi về. Anh đi về nhé, nguy hiểm nhiều lắm. Vậy tôi về nhé, chúc cô an toàn. Hẹn cô khi khác chơi. À cô gì ơi, còn chứng minh thư mượn mấy hôm xong cũng nên trả lại. Mà quên, trả cho anh này, để anh còn làm công dân gương mẫu. Xin à, cô gì này à, cô tên là Lan. Cô đi cẩn thận nha. Cảm ơn anh. À cô Lan ơi. Sao à, cô đi đánh nhau với chúng nó mà có bị đau ấy, thì nhớ gọi cho tôi nhé, để tôi hô hấp. Hả? À, để tôi chết. Tôi cũng không mong cô bị đau đâu. À. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi đây. À cô Lan ơi. Gì nữa anh? Cô đi đi kiểu muộn. Chưa chết thì vào trong nghỉ ngơi đi. Đâm lại được không? Tôi sợ nó đau thôi, chứ không tôi đã đâm trúng nó rồi. Anh đến đây làm gì? Tôi đến đây để bắt đền cô đấy. Bà Tám đuổi việc tôi rồi, nghỉ 2 hôm đấy. Cô mau đi cứu em gái mình đi. Ngồi đây làm gì? Còn anh ở đây tôi không đi được. Anh đi về đi. Về cái gì? Rất tiếc, mày sẽ không cứu được em gái mày nữa đâu. Khoảng 10 phút nữa thôi là sẽ đón em gái mày đi Trung Quốc rồi. Đây,
Cô đi cứu nó đi, nhanh lên. Để tôi giữ thằng này lại. Ngươi cô mau đi đi. Mau cứu em gái cô đi. Còn anh thì sao? Sinh mạng em gái cô đang nằm trong tay cô đây. Không, tôi không thể nào đi được. Mặc kệ tôi. Không còn thời gian nữa đâu. Đi đi. Đi đi. Không ngờ mày đã đến được cả đây cả. Mày đã làm gì em gái tao? Tao chỉ tiêm cho nó một liều thuốc thôi. Ai ngờ tao bảo gì nó cũng nghe. Kể cả ấy, nó giết cả mày đấy. Anh ơi, em làm cái gì thế? Chị đấy mà. Chó, em đang bị làm sao thế này? Không sao đâu, tao có thuốc ở đây này. Nhưng quan trọng ấy, mày có lấy được nó hay không? May mắn nhất của cuộc đời tôi, tôi đã gặp được người con gái đẹp nhất, được hôn người con gái đẹp nhất. Vậy tôi là người con trai may mắn nhất rồi. Tôi hạnh phúc. Tôi là người công dân gương mẫu. Anh là người công dân gương mẫu nhất mà tôi từng biết. Tôi mệt. Tôi mệt. Anh ơi, tôi xin anh ơi. Anh đã làm sai gì? Sao em cứ trách rồi hờn và nói ta không hồn? Vì sao người buông vội vàng đôi tay?
hứa yêu trọn đời này cũng đổi thay. Em biết không, khoảng thời gian vừa qua anh chỉ vay mượn một đoạn đường kế bên, cả quãng đời của em về sau anh sẽ mãi là người đơn. Thế anh không bị làm sao à? Thì không. Mình điên à? Thế mà cũng đùa được. Mồm anh máu, máu đây là của thằng kia. Thì cắn nó chết rồi. Thế là cô cũng thương tôi rồi, tôi vui rồi. Con chết rồi, tôi phải đi rồi. Lại gặp tôi ở đây đúng không? Thật ra là tôi đến để gặp cô ạ. Gặp tôi á? À, bởi vì cô không nhớ là tôi còn một lời hứa với cô ạ. Lời hứa gì nhở? Lời hứa là vậy tôi về nhé, chúc cô an toàn. Khác chúng mình đi chơi đã. Sẽ đưa con Lan đi khắp thế giới này luôn được không? Nhưng mà chúng ta đi bằng cái gì? Chúng ta sẽ đi bằng anh có đi được không? Hãy trả tiền em đi qua khác mốt. Mình đi bằng xe ôm á? Leo nhèo 20.000 thì chạy nhanh nhanh, người ta còn đi muộn ra rồi. Khổ quá, của ông đây 20.000 rồi đi xe ôm. Leo nhèo. Đây là cái ông xe ôm chở tôi đến đây thôi, chứ còn mình đi bằng phương tiện khác. Mời nàng lên xe để đi một vòng xứ Nghệ. Em hãy cứ yên tâm cùng anh, ta nắm tay vì vụ mỏi miệng. Dù là mưa hay giông bão, hai trái tim vẫn luôn có nhau. Lúc em buồn thì hãy tìm đến bên anh, ta sẽ đi thật xa. Đời ta giống như đôi bồ câu kia, trong đó có một vài thành phần đang nghiện ma túy. Rất may là chúng tôi đã phát hiện kịp thời, không bọn chúng đã làm hại cháu nhà mình nên hạn chế để cháu đi ra ngoài một mình. Dạ vâng, cảm ơn đồng chí. Có lẽ tôi xin phép bác. Nhờ có các đồng chí, nếu không con gái tôi. Nhiệm vụ chúng tôi mà. Chào bác. Cảm ơn các đồng chí. Đồng chí đi cẩn thận nhá. Đấy, con thấy chưa, chúng nó thấy nhà mình có điều kiện một chút là con đi ra ngoài, bố không yên tâm đi nào cả. Từ ngày mai bố sẽ cho người đi theo bảo vệ con. Không, bố định thuê vệ sĩ cho con á? Bố đã quyết định rồi, không nói nhiều. Nhưng mà vệ sĩ của con phải đẹp trai cơ. Nhân viên của bố thằng nào cũng đẹp trai hết. Sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Mày lại dục, nó sợ lại thụt vào rồi đây này. Nhanh lên, tao tháo đuổi.
Mày Tào Tháo đuổi là con mày đấy. Tao đuổi mãi không được Tào Tháo đây này. Ôi, thế bao giờ mày mới xong? Nhanh lên, còn phải đến nhà sếp nữa. Hôm nay sếp giao nhiệm vụ mới đấy. Tao phải làm xong nhiệm vụ cũ này đã thì mới nhận nhiệm vụ mới được. Thế bao giờ mày mới xong? Mày cứ dùng làm tâm trạng của tao không tốt, lại phải đuổi lại từ đầu rồi đây này. Mày đi vệ sinh mà cũng cần tâm trạng nữa à? Làm gì nó cũng phải là có tâm trạng chứ. À, tao có cách rồi. Cách gì? Nói đi nhanh lên. Mày mở hộ tao bài nhạc. Ôi, mày mở nhạc làm cái gì? Thằng điên này. Tâm trạng của tao đang không tốt, mở nhạc cho tâm trạng nó tốt. Tâm trạng tốt thì bụng dạ mới tốt, bụng dạ tốt thì mới đuổi nhanh được. Được rồi, mở nhạc gì nói nhanh lên. Em dịu nhẹ nhàng thôi, bolero chẳng hạn. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa có chưa phản lại. Hai cái thằng này làm gì mà lâu thế nhở? Chúng em có mặt. Vệ sĩ của con đây á. Chúng em mặc kiểu gì thế này? Dạ, quần chúng em bị ướt ạ. Làm sao mà bị ướt? Dạ, thưa sếp, câu chuyện nó là thế này. Ngày hôm ngủ, trong khi ngủ em có nằm mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó em thấy mình đi vào một bụi cỏ xanh mướt. Và sáng hôm sau em phát hiện quần em bị ướt ạ. Thế còn cậu Thái thì sao? Dạ, quần em cũng bị ướt ạ. Hôm qua hai cậu này đi uống bia với nhau đúng không? Dạ, em rất ghét bia bọt rượu chè. Em ở nhà ngủ ạ. Ở nhà ngủ? Ở nhà ngủ tại sao quần em bị ướt? Quần em ướt vì em ngủ cùng giường với thằng này ạ. Trời ạ. Hôm nay tôi gọi hai cậu đến đây là có một công việc mới dành cho hai cậu. Tôi biết trước khi vào công ty hai cậu đã từng học qua võ thuật. Từ ngày mai hai cậu không cần phải đi làm thợ sơn nữa. Cậu Đức sẽ đi theo tôi làm vệ sĩ cho tôi. Còn cậu Thái, từ ngày mai sẽ theo con gái tôi làm vệ sĩ cho nó. Nó tên là My. Và nên nhớ một điều, từ nay không được rời con gái tôi nửa bước. Nghe rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Nhưng mà... nơi cứ yên tâm, bố phân công thằng này theo con suốt ngày, con sẽ không lo đâu. Ôi trông hai ông nhìn như hai thằng nghiện mà làm vệ sĩ được sao? Nó gầy thế mà võ công lại cao, búa và dao đập không bao giờ. Đầu mất rồi con dao, cô ơi có đi đâu, cứ cho tôi đi cùng. Trông anh như khùng, thôi tránh xa tôi ra. Tôi trông ngon dài, tại sao chê là khùng, cô ơi cô đứng lại đi. Chớ ăn kem để tôi xem vị gì, kem không có độc, cô cứ ăn no đi. Cô ơi nhớ...
nhanh lên để ra xe còn về. Cô ơi cô ấy lẹ đi. Cướp lâu chưa? Dạ mới đi hơn một tuần. Anh tha cho mày, đưa smartphone đây. Thôi mau đi đi, từ nay không được làm nghề trộm cướp hiểu chưa? Thôi mau đi đi, từ nay không được làm nghề trộm cướp hiểu chưa? Đi đi, sống lương thiện nha. Ngờ là anh cũng biết bắt cướp cơ đấy. Chẳng qua là cô chưa tìm hiểu kỹ về tôi thôi. Anh tìm cái gì đấy? Chết rồi, quên cái túi ở chỗ thằng cướp rồi. À? Rồi á, tôi không thể chịu được anh nữa rồi. Anh phá tôi như thế chưa đủ à? Tôi phá gì đâu, chẳng qua tháng này tôi chưa cúng giải hạn, nó hơi đen thôi. Anh nhìn lại anh xem, có ra dáng một vệ sĩ hay không? Dáng thế này mà vẫn chưa ra. Trên thì mặc vest, dưới thì đi dép tổ ong. Thì mỗi người có một phong cách riêng, tôi cũng phải chọn cho mình style riêng chứ. Tôi không cần biết, tôi tuyên bố, từ nay anh chính thức nghỉ việc. Không được, tôi mà nghỉ việc thì gia đình tôi sẽ nương tựa vào ai? Em gái tôi, nó còn 5 tuổi tôi, nó rất là thần tượng tôi. Bây giờ mà thần tượng sụp đổ, nó sẽ mất niềm tin vào cuộc sống. Nó sẽ nghỉ học, nó sẽ đi đâm thuê, chém mướn, giết người, cướp của rồi. Thôi! Tôi không cần biết, tôi không quan tâm và tôi không có nhu cầu muốn nghe. Bây giờ ấy, tôi phải đi gặp người yêu của tôi rồi. Anh ấy rất là hay ghen, nên anh không thể đi cùng tôi được. Tốt nhất là anh đi về đi. Nhưng mà tôi đã linh lương tháng nào đâu. Cũng tại mình đẹp trai quá mà, làm sao người yêu cô ấy không ghen được chứ. Tôi nhìn anh mà tôi không thể nào mà nhìn được cười luôn đấy. Có gì mà đáng mừng cười đâu. Cách này mà cô cũng nghĩ ra được. Tôi như thế này rồi, người yêu cô còn ghen nữa không? Chắc là không. Là con gái khó chịu thật đấy. Mà người yêu cô bao giờ mới đến đây? Nóng không chịu được, chờ 4-5 tiếng đồng hồ. Chắc là anh ấy bận công việc gì thôi. Nóng quá, khó chịu. Alo anh à, anh sắp đến chưa? Dạ vâng. Vậy thì em qua đấy trước nhá. Ba, ê, chưa trả tiền. Đừng bắt đầu nữa chứ đi. Anh xin lỗi, dạo này đó chán quá. Hẹn với em rồi mà lại quên mất. Em đến đâu chưa? Không sao đâu, em vừa mới đến thôi. À, đây là Thi, bạn của em. Xin chào. Em mới bị viêm họng. Đau quá. Em bảo bạn em uống thuốc vào, họng sưng to quá. Hai người chọn đồ vui vẻ nhé. Em sang bên này. Thank you.
ấy đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, không được rời nó nửa bước cơ mà. Giờ con của tôi đâu? Em không biết. Không biết? Cậu đi tìm ngay nó về đây cho tôi. Con gái anh từng thương lâu rồi, đến bây giờ anh mới có cơ hội bảo vệ em như lời anh hứa hôm nào. Không muốn để một ai khiến em đau lòng. Giờ em biết anh ơi thương em rồi, ta sẽ cùng nhau nắm suốt đời bao vệ. Chỉ là giấc mơ. Xong rồi, vào đi mày. Tao xong trước mày lâu rồi. Xin lỗi nhá. Bạn bật nhạc hay quá, tao ngủ quên mất. Mà này nhá, tao mơ một giấc mơ cực kỳ đẹp. Trong giấc mơ của tao còn có cả nhạc chế cơ. Cái này tao mới viết thành kịch bản, gửi cho cái thằng gì nhỉ, Thái Dương, nó làm phim ca nhạc. Kiểu gì cũng vào top thị hành. Ê mày, tao đến nhà sếp trước đây. Để chua xót trên lối. Nhớ thay cái quần đi nhá. Các cậu đã biết công việc sắp tới tôi giao cho các cậu là gì chưa? Dạ em biết rồi ạ. Đêm qua nằm mơ mà. Em nhận nhiệm vụ luôn là bảo vệ cô chủ nhà mình. Tốt. Cậu Thái sẽ có nhiệm vụ đi theo và bảo vệ con gái tôi. Còn cậu Đức, cậu sẽ có nhiệm vụ đi phân phối những sản phẩm mới nhất của công ty Sơn Roto chúng ta. Vâng ạ. Nếu như cậu làm tốt công việc này, tôi sẽ cân nhắc cho cậu lên làm chức trưởng phòng. Em cảm ơn sếp ạ. Sếp ơi, thế khi nào thì em được nhận nhiệm vụ ạ? Ngay bây giờ, để tôi gọi nó ra nhé. Sếp ơi, đây rồi, gọi gì nữa? Ấy, đây là vợ của tôi. Con ơi! Ba, bảo vệ em đi. Cuộc đời đúng là không như mơ mà. Sao không cúi đầu? Nhiều cháy anh ơi, không cúi được đâu. Để của hưng đen cũng cứng đây này. Phone cho anh dài mày đi. Nói nghe này bạn hưng, tôi xin cảm ơn bạn. Thằng đệ bạn cưng, tôi vừa tắm quần. Còn lời mời gặp nhau, tôi đây cũng chấp nhận. Sẽ cho hưng biết này là Thái gì. Về nói với anh giai mày, tao chấp nhận lời mời.
Và hẹn nhau ở chỗ cũ. Triệu chứng di căn đã bắt đầu, mổ sớm luôn không nên có để lâu, còn có năm hôn biết tính sao giờ, mang ta trông cậy vào ai. Chia dần hành lý mỗi thằng một cân mì và hai ba lon bia rồi giải tán. Bây giờ băng ta như rắn mất đầu rồi, thằng hướng đen rồi cũng đập mình chết. Nhưng đại ca không có ai bên cạnh, giờ chúng ta đi có quá hèn hay không. Ba cả cháu vừa có người yêu ngày hôm qua, cháu chỉ hai một đóa hoa mang để tặng. Chiến nữa là lần sau tôi sẽ đem trình công an. Cho đi tù, đừng hòng vào đây ai hoa của công việc. Anh đã đến để đón em để rồi Trang ơi. Bây giờ đã 5 rưỡi hết giờ làm việc rồi. Sao đi? Ô, Trang đây rồi, trèo lên xe anh đưa nàng đi chơi. Tặng nàng bông hoa mới mua còn xanh tươi. Anh với em mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy nụ cười của em những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành, cười lên nhé xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau nhận lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ở cạnh ai. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà mạnh mẽ lên. Ai nhìn giống anh Thái Dê kia kìa anh ơi. Đâu, đại ca sao trông giống như là thằng bụi đời. Khác cái nốt ruồi và khác luôn cái tay kìa anh ơi. Đúng rồi, nhìn từ xa trông cứ như là sinh đôi. Anh à chưa khỏi cớ sao anh lại ra đây. Anh này hay nhờ nói sao em chẳng hiểu gì. Đúng thứ đang tìm, giờ anh em ta lôi về đi thôi. Này thả tôi ra nếu không là tôi là. What? Thằng nào đây mà giống em quá anh ạ? Mất dạy, đại ca Thái Dê đấy. Đại ca mà lại đi cosplay người khác à? Phải nói là giống cực kỳ giống, giống quá là giống, mà giống ước chơi là giống, giống kinh khủng anh ạ. Ê, làm gì em? Em thấy cái mũi cũng giống, mắt giống, người giống. Em xem nốt cái giống nó có giống hay không vậy? Chính vì mày giống đại ca cho nên bọn tao mới đưa mày về đây đấy. Để làm gì ạ? Để làm đại ca Thái Dê. Và làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Không không không, em không làm Thái Dê Thái chó gì đâu. Em đi về đấy, em cho em về. Bây giờ nếu không có mày thì bang hội không thể duy trì đến lúc đại ca Thái Dê tỉnh lại được. Nhưng mà không được đâu. 15:30 hàng ngày là em phải đón Trang đi làm về rồi. Em không ở đây được đâu, em về. Bây giờ, một là mày ở đây làm đại ca cho đến khi đại ca Thái Dê tỉnh lại. Hai là tao cho mày về luôn.
và mày không bao giờ gặp được Trang nữa. Thế thì em có một điều kiện. Chắc bây giờ anh quyết rồi. Mặc áo vào rồi chuẩn bị lên đường làm việc. Nóng 40 độ mà bắt mặc áo măng tô. Mày nhớ kỹ những thói quen của đại ca tao chưa? Nhớ rồi. Nhưng mà anh phải nhắc lại cơ. Được rồi. Lát nữa tao sẽ đứng từ xa ám hiệu. Mày chỉ việc làm theo ý tao chỉ đạo thôi, biết chưa? Ám hiệu gì ạ? Bây giờ tôi nhắc lại này. Thứ nhất, với đàn em, khi tao như này thì... Quát im mồm. Như này. Tát vào mặt. Như này. Đạp vào bụng. Được. Đá vào hạ bộ. Thứ hai, với đối thủ. Trừng mắt. Đúng rồi. Cười hơ hơ. Tao đồng ý. Tốt, mặc áo vào đi làm việc. Chào đại ca Thái Dê. Anh giữ rất là đúng lời hứa đấy. Xin chào. Đại ca giờ này vui tính ghê nhỉ. Nhưng mà xem lại đi, bệnh giờ này có vẻ hơi nặng rồi đấy. Mày nói ai? Đại ca tao làm sao? Im mồm. Đúng là đại ca, quát một cái đàn em nó phải nghe ngay. Thực ra hôm nay em muốn gặp anh để muốn bàn về cái việc phân chia địa bàn của anh em mình. Muốn anh nhường cho em quản lý một phần cái chợ cá ở ngoài kia. Không biết ý của anh thế nào. Tao đồng ý. Nhưng mà cái gì nó cũng có luật lệ của nó. Bọn mày mỗi tháng phải cho bọn tao biết doanh thu và chia cho bọn tao 30%. Ha ha. Được. Nói lời phải giữ lấy lời. Anh em bắt tay để làm tin. Anh làm cái gì đấy? Đại ca hình như ngất rồi. Anh ơi giờ chúng em cũng đã biết tội rồi. Xin hãy tha thứ cho chúng em đây một lần. Được thôi bạn với anh em đi về đi. Đi đường cẩn thận nha. Anh ơi sau khi anh uống trà, anh em mình sẽ đến tiệm nhà bà. 50 triệu anh ơi chậm vai hôm nay rồi. Đâu xem nào. Vậy thì chờ anh em ta đi. Bà ấy vẫn đang suy nghĩ, chưa biết cha ta kiểu gì. Nghĩ lâu vậy đấy. Thêm 5 hôm cho bà này nợ đi. Cắt tay. Lúc trước ông anh đi vay đã hứa và thề thế nào? Và giờ ông anh ơi, ông định tính sao? Em có muốn thế này đâu, vợ em nói
vừa sinh cháu nên các anh cho em chậm một vài ngày em sẽ trả ngay. Thế chắc không có được đâu, hai thằng kia ra ảnh bảo cầm đầu lối ra phía đằng sau. Cắt chân. Cuối cùng thì ta cũng đã trở lại. Trời đất thật bao la, Thái Dê sẽ là bá chủ của thế giới này. Là anh ở đây à? Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy anh rồi. Không ngờ anh lại thay đổi nhanh đến thế. Cô anh không gọi tôi là cô à? Chưa bao giờ anh gọi tôi như thế cả. Anh không dám đánh tôi à? Chia tay đi. Đừng tìm tôi nữa. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Tao bị hành hung. Tao? Người yêu tao mà tao chưa bao giờ yêu. Trăng tèo về bên trang này, trăng đi đâu sao tèo chẳng thấy. Trăng tèo cô đơn lắm đây, chớ bỏ tèo, tèo đã trở về rồi đây. Thôi đừng có tìm nó làm gì, nghe đâu nó về quê Việt chỉ đi làm xã hội đen làm gì, để đến giờ không giữ nổi người mình yêu. Bây giờ em ở nơi phương nào, xin đừng xa nhau có được không? Nhưng mà em có một điều kiện là sau khi em đóng giả làm Thái Dê xong, các anh phải trả cho em đủ tiền để em mua xe đạp điện tặng cho cha. Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không?
bù nó ơi kệ mẹ đàn gà. Vào remix mấy bài cho vui, dàn mixer tôi sắm đây rồi, cho mắt volume vang trời, bà vô đây tôi dạy hát. Nghe chất không bà chọn bài gì, nhìn theo chữ ở hình tivi, bà hát đi sắp cưới con mình sẽ tổ chức cho linh đình, từ nay chỉ ăn và chơi. Ngày xưa ông nói ông thương có tôi thôi, không ai ngoài tôi nữa. Mà ngày xưa ông nói tôi như áng mây trôi trong về cuối trời. Thôi cút đi vào, giọng bà nghe chua quá, hát rung ca mà ngoa, nước dãi văng cả ra. Vào trong nấu cơm để người yêu con gái sắp qua nhà ta chơi. Trời ơi ông Thái, con thu với ai kia, ô tô về to quá. Vào luôn đi cháu, cô sắp nấu cơm xong, cô đang sao ít lòng. Ông Thái đang chờ, dậy từ 3 giờ sáng, ngóng trông hai bọn con. Ông có chum rượu ngon và loa rất to, ở nhà ông đang hát điếc hết cả lỗ tai. Ôi trời ơi, cái gì? Cậu là ra thành phố? Dạ vâng thưa bác, cháu là giải phố ạ. Mời cậu đứng dậy. Chân tên áp. Đứng dậy luôn. Bỏ anh chân xuống. Nè. Bỏ xuống. Tôi rất tiếc cậu đã quay vào ôm mất lượt rồi. Ờ thưa bác, gia đình này không chấp nhận cho con gái yêu ra thành phố, chỉ chấp nhận cho yêu ra quê. Nè. Mà cái con Thu này hả? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, là chỉ được yêu ra làng, yêu ra quê. Tại sao mày dẫn cái thằng giải phố này về hả? Mày không được yêu dai phố, bởi vì bố mày là dai quê. Nào, tóm lại không cho mày yêu dai phố. Nhưng mà dai quê toàn thằng mất dạy thôi. Mày chửi bố mày nè. Thưa thưa bác, ý Thu không phải như thế đâu ạ. Thực tình là bọn cháu yêu nhau thật lòng. Bác. Ông buồn cười nhỉ? Chúng nó yêu nhau thật lòng mà ông cứ phân biệt dai phố và dai quê. Bảy một. Ai cho mày nói? Tóm lại trong cái gia đình này chỉ cho phép yêu trai quê, người quê phải đi trai quê, không chơi với trai phố nhá. Mời cậu về. Bác ơi, cậu biết. Dạ thưa bác cho cháu trình bày một tí thôi ạ. Cho cháu xin phép bác là mời cậu về. Bác ơi cho cháu xin. Mời cậu về, mời cậu biết. Cháu xin phép bác. Cút luôn bà ngay, nếu cậu không chịu về tôi sẽ tha cho bà thằng mẹt dê. Nhà tôi chỉ thích cưới thanh niên làng nên dài thành phố nên là bị phán. Kìa ông mạnh tính nói yêu con mình, khổ con mình lắm thôi mà ông ơi. Bà cứ để tôi đập nát ô tô, đừng theo ông tôi lấy đâu tiền đến. Cháu đã thành người nhà quê, chỉ mong rằng bác trắng đuôi cháu về để được gặp Thu, chỉ cần như thế lượn ngay kẹo sẽ nhận gạch của tôi. Dù cho là anh vỡ toang cả đầu thì anh cũng sẽ không sợ cha đâu, sẽ thuyết phục cha để cưới em thôi. 16 giây rồi chỉ được thế thôi. Bác ơi giờ cháu muốn hai ta tâm sự, nhưng cháu ở ngoài bác thì ở trong, để giữ khoảng cách cháu không nguy hiểm, xin bác đồng ý cho bọn cháu cưới. Chiều nay tao cấm bước chân ra ngoài, để tao nhìn thấy cứ gặp nhau thôi là phang que chân, đừng trách con ơi. Giờ bố đi sang bác hoan nhậu rồi. Ở nhà đây, nhớ chưa? Lẹ khoe gặp người chết tao. Bố đi nhậu đây, bố nhậu xóm bên. Bố đi nhậu đây, bố đi nhậu đây. Bố mà gặp bố phang què chân, mày mà mò đi.
Thu ơi! Thu ơi! Bố mẹ đi hết chưa? Bố mẹ đi hết rồi, Trung vào đi. Ừ. Có thêm trà sữa không? Có. Thế để Trung mua cho Thu, rồi Trung mang vào nhá. Ok, à mà này. Hả? Thu để cửa phòng, lát nữa Trung lẻn vào luôn nhá. Đừng có gọi, kẻo mọi người phát hiện ra đấy. Ừ. Sao lâu thế nhở? Ê, uống rượu thổi lòng còn mất bố xe cậy. Mẹ con Thu đâu? Mẹ con Thu đâu? Mở cửa đây. Mở cửa bao giờ đứa chết đây. Ê, ôi chết rồi. Mất bố đôi tông nhà ông Hoa rồi. Đi uống rượu mà mất ba đôi tông rồi. À, ba đôi tông rồi. Đóng cái cửa này vào kiểu gì? Vào đâu? Thế mà giờ không chìm. Thu ơi! Thu! Chúng mua trà sữa về cho Thu rồi này. Sao tối thế nhỉ? Thu ơi! Thu! Đợi người ta một tí thôi mà đã lăn đùng ra ngủ thế này rồi. Lại còn ngáy nữa. Giờ mới biết hết tật xấu của nhau đấy nhá. Nhưng mà đáng yêu. Thu này. Trung ôm Thu ngủ quá. Ngủ say thật đấy. Người ta ôm chặt như thế này mà không phản ứng gì cả. Thu ạ, Trung hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên Trung được ôm Thu ngủ như thế này. Bình thường mọi lần mới đề nghị là được ngủ cùng nhau thôi là đã bị Thu cho ăn tát rồi. Chứ đừng nói đến chuyện vừa ôm vừa ngủ thế này. Trung nghĩ Trung mình như thế này gần gũi quá không không hả hả Thu? Thu ơi, sao hôm nay Thu mạnh dạn hơn thường ngày thế thế hả Thu? Trung biết rồi nhá. Thu đang giả vờ thôi đúng không? Thu giả vờ ngủ để thử độ bình tĩnh của Trung thôi đúng không? Thế thì hôm nay Trung cũng mạnh dạn hôn Thu nhé. Không trả lời tức là đồng ý rồi nhá. Thế thì Trung hôn đây này. Toàn mùi rượu thế. Uống cả rượu nữa. Không sao, Trung thích điều đấy. Mùi rượu lại càng làm Thu quyến rũ hơn. Hiếp dâm, ôi trời, làm nước ơi, hiếp dâm, ôi trời.
một bờ vai lớn khác, nơi mà em tin sẽ cho em yên bình. Em đã cần một bàn tay ấm áp, không nhiều vết chai sần như anh vẫn mang. Vì yêu em anh chẳng ngại gian khó, vì thương em anh quên những gì mà anh có. Mà sao em đi không lý do, người vẫn biết anh nhiều lắng lo. Em quên rồi người cùng em sớm tối, những lần đón mưa chiều mưa bước vội. Em quên rồi nụ cười trong nước mắt, khi người nói câu mình kết thúc thôi. Chỉ mong sao là lời em nói rồi, người giận anh nên buông những câu từ bất đối. Mà sao qua bao năm tháng trôi, người chẳng về dù còn nhớ lối. Giọt nước mắt anh rơi không phải anh tôi, mà sợ người ta không thương em nhất trên đời. Sợ bờ mi em mong anh dễ khóc cười, sợ trái tim em đau khi họ lừa dối. Chỉ cần đôi môi em luôn nở nụ cười, thì dù em đang bên ai anh cũng yên lòng rồi. Người vội quên khi xưa đã hứa những lời, rằng sẽ không khi nào em bên người mới. Trung, tại sao cháu lại có chiếc vòng này? Vòng của mẹ cháu à? Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang 16, mái tóc chậm ngang vai. Thôi. Hả? Năm nay em 17 rồi, chưa còn 16 nữa đâu. Với lại tóc bây giờ cũng dài ngang lưng rồi, chưa còn ngang vai nữa đâu. Yêu nhau một năm rồi đấy, thế mà anh chỉ thuộc mỗi bài đấy thôi à? À không, bài này anh tập hơi lâu, bởi vì là anh không những tập hát mà còn phải tập đàn nữa. Theo lịch trình là 3 ngày nữa thôi là anh đánh hoàn thiện được bài đàn này rồi. Khi đấy anh sẽ tập bài khác để hát cho em nghe. Anh định tập bài gì? Năm nay em 17 tuổi rồi, anh sẽ tập bài Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Ừ, vậy anh tập bài đấy đi. Hả? Bài đấy hợp với em đấy. Em thích bài này à? Thì sẽ anh sẽ tập bài này. Vì em cũng sắp lấy chồng rồi. Em lấy chồng. Bố mẹ em bảo em phải lấy một người trên thành phố, chứ không chịu cho em lấy một chàng trai quê như anh đâu. Em xin lỗi, mình chia tay đi. Họ có chắc thương em này như ban đầu nghĩ em chưa từng bên ai. Họ có chắc không than van về quá khứ em với hiện tại. Người ta đâu biết trai quê thì làm sao chứ, tôi cũng là con người mà. Tôi cũng có quyền được yêu, được thương, được lấy người mà tôi yêu thương chứ. Tôi cũng mang lại hạnh phúc cho người ta được mà. Xin em đừng nói. Tại sao không tin tôi? Em đã từng. Tại sao? Xin em đừng khóc. Thế là từ đấy tôi mới có suy nghĩ là sau này tôi mà có con gái thì nhất quyết tôi không cho lấy ra thành phố. Thật là tôi không ngờ ông lại lấy hạnh phúc của các con mà để trả thù quá khứ của mình như thế. Số phận đấy, đôi khi đóng cánh cửa hạnh phúc này của chúng ta, nhưng nó lại mở ra cho chúng ta cánh cửa hạnh phúc khác, mà thậm chí ấy, nó còn lớn hơn cơ. Thật ra ấy, tôi rất hạnh phúc với người chồng bây giờ. Ông ấy thương tôi lắm. Người thành thị hay nông thôn ấy thì người ta đều tốt cả. Chỉ là số phận sắp đặt cho chúng ta gặp ai và yêu ai thôi. Thế bây giờ chúng nó đã gặp nhau và yêu nhau rồi, thì tại sao ông lại ngăn cản chúng nó? Ông đã đau khổ một lần rồi, chẳng nhẽ
Ông muốn các con đau khổ giống ông à? Tôi hiểu rồi. Chúng nó gặp nhau là số phận của chúng nó. Mình không nên ngăn cản. Và qua cái sự việc vừa rồi, tôi cũng cảm nhận được cái tình cảm của thằng Trung dành cho con Thu nhà tôi. Bố sai rồi, bố xin lỗi các con. Thế là ông chấp nhận cho chúng nó yêu nhau rồi, có đúng không? Đấy, mà này, chúng nó đang bảo là tính xin ông ấy, cho cưới đấy, ông tính thế nào? Cái gì? Cưới à? Cưới luôn, sợ gì? Vâng, kính thưa toàn thể các cụ ông cô bà, cô chú anh chị, quý vị và các bạn trân trọng và kính mến. Các cụ nhà ta vẫn tự có câu, con chim là phải có lông, lấy vợ lấy chồng thì phải có mẹ có cha. Sau đây mời hai họ nhà ta cùng lên sân khấu tặng quà cho nó vui, xin mời. Vui quá xa là vui, bà con cô bác ai nấy cũng cười thật tươi. Cảm ơn đã đến với nhà tôi, ăn hết cỗ rồi may quá không bị ôi. Mừng hai con cũng trong ngày cưới, bố có năm cây vàng cho các con làm ăn. Ông thông gia có món quà thật to, bố với mẹ thì cũng có từng đầy thôi. Tặng cho hai đứa một mảnh đất, ba hectare mặt đường cho các con làm ăn. Ồ sao bên đấy tặng hơn tôi, chiều qua đã thống nhất cho cũng phải bằng nhau cơ mà. Này ông có vấn đề gì đâu, tôi cũng có thêm quà tặng nốt cho bằng nhau. Tặng con mỗi đứa nó một chiếc, ý nghĩa vô cùng cao cấp luôn, hàng ngoại quốc. Ông thấy thế nào, ông thích hoài ông tặng ở đây. Alo cho mấy cá lớn hàn lên, hay hết điện thì các chú vào thay pin. Chứ ngày hôm nay mà để bố máu lên rồi, tiếp tục tặng quà cho các con thêm niềm vui. Hai con đeo vào phát là sang luôn cả người trông cứ như đại gia. Thấy mong sao trên mọi bước đời, hai con cùng đeo chắc khi nào tách ra rời. Đăng quang bố tặng con rồi, hai con sẽ luôn cùng nhau đi chung lối. Xin thương nhau trọn kiếp này, yêu nhau từng giây vì mình đã có đồng hồ đăng quang. Xin thương nhau trọn kiếp này, yêu nhau từng giây vì mình đã có đồng hồ đăng quang.